Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Real kia mình. Và như vậy là trong bản đầu này chỉ có 44 người tham gia chẳng. Hôm nay thì AFK và đang ở trên máy bay. Và rơi của máy bay khá sớm sẽ đáp xuống đó là vườn biệt thự. Một đứa bay kéo dài được vườn biệt thự và nó sẽ cứ vào đó. Và trong vườn đối thông thì phải người phán xử Dismas ai người rồi. Chỉ còn lại Kim Cúc và Ngân Dù Bự thôi. Vâng, cặp đôi hoàn hảo với hai cô nàng sẽ gánh thêm người phán xử cho bản đầu này. Tèn Cú Tè, Tân Tọa, Canic và Ly. Và nó chơi thành xuân bay bầu khá sớm. Bố xạ Phu Kỳ, thằng Police cũng như là ngoài máy nó mày đang ở trên máy bay hay là anh Dương Demon Can Ihat như là Cloud, họ sẽ đáp xuống đó là khu trượt tuyết cho bạn đấy mà thôi. Top miền Nam chọn đó là khu vực cánh đồng, một kiểu nhảy dù đấy, chơi vơi. Đây nó không phải là một điểm nhảy dù mà nó rõ ràng cho lắm, nhưng mà không sao, team top họ sẽ có thể giải quyết được trong vấn đề này. Họ có lẽ họ sẽ hướng tới khu vực ngã ba. Đây là thầy Pom 7k muội muội và Z1k sẽ hướng tới khu vực đối tông. Boxman thầu phó đà CMN cũng như là IGTV họ sẽ đáp xuống đó là vừa sơ đồ gồn trong bàn đấu này. Đại tướng quân Châu 18 cộng Dinh EB3 Min Cú Tè Diamond nó cũng sẽ đa số vực khu đối tông. Và đại tướng quân và Box họ sẽ có những pha đấm nhau trong tình huống này từ rất sớm thì nghĩa như vậy. Vâng, đại tướng quân là một trong những team mà họ có cái phong cách chơi nó khá là chủ động. Trong khi đó thì WAG họ đã có mặt ở bên trong vực thị trấn rồi. Shadow HP có bình mũ 3, đã có bình mũ 2, Bạch Lý Tù mũ 1 và NPC chưa có mũ. Và trong khi đó đây là Long 4 ngon, Duy 1409 biết là thành AK3, họ cũng đang có mặt ở trong vườn biệt thự nhưng họ sẽ không đụng độ với AFK vì có vẻ họ sẽ hướng tới khu vực ngã ba, như vậy họ có thể sẽ đụng độ với top miền Nam trong trận đấu này. Đây là GK Ma vô lý và Cú Tứ họ đang đáp xuống vực trung tâm. Thời gian gần đây họ khá thích chảy khu vực trung tâm. Cú Tứ đang có mặc một cái bộ đồ trông khá giống béo chu. Đây là AFK Hades với ưu đại quỷ dữ và Tam Ca, và họ sẽ bơi qua khu vực biệt thự. Và lúc này thì tôi vẫn chưa thấy Tam Ca thể hiện quá nhiều điều trong trận đấu đầu tiên, và hy vọng là trong trận đấu này thì Tam Ca sẽ có thể làm một cái điều gì đó và nó ghê gớm hơn. Hay là Ngân Dú Bự như là Kim Cúc cậu đã có mặt ở phía Nam vừa thị trấn này, người bán xử có mình top 1 được trong trận đấu đầu tiên với chỉ 3 người. Và Rai nghĩ là chơi 3 người nó dễ, họ quyết định là chấp luôn. Hôm nay Ngân Dú Bự đang bị bắn rồi, hôm nay Ngân Dú Bự của ta đang phải bỏ chạy ở khu vực này. Mọi thứ nó xảy ra là hơi khó trong vị trí của có là người bán xử. Hôm nay tả sáng thầy Pom có mạng ạ được vị trí của đại tướng quân Châu 18 cộng rồi. Tôi cứ nghĩ là đại tướng quân nhảy xuống đấy họ sẽ đụng độ với team Boxer, nhưng ai ngờ họ lại đụng độ với một team khác và đó là team Tỏa Sáng. Tỏa Sáng họ bắn thì nó sáng lắm luôn. Min Cú Tè đã bị bắn gục rồi, Min Cú Tè cũng sẽ bay bầu luôn. Đó là bạn cũng đến vị trí của Tỏa Sáng thầy Pom. Đại tướng quân toàn thật rồi ông giáo ạ. Vâng, thế ra đây có vẻ đại tướng quân họ đang thiếu đi một cái sự tập trung nhất định, và đó lý do vì sao mà họ có những ván đấu nó hơi bị toang. Lúc này Top Cherry bị bắn gục đến vị trí của Thiên Long Master Long 4 ngon, và lúc này Thiên Long Master đã đổ bộ bên trong vực ngã ba, như vậy họ phát hiện ra một thành viên của top miền Nam đi lẻ trong vực ngã ba này và ngay lập tức có nó bình một mạ gục. Và lúc này thì vẫn đang có pha đẩy sâu hơn xuống trong khu vực này. Đây là Duy 1409 có nó bình đó là mũ 2 rồi, Thanh Ngay các bà có nó bình đó là mũ 2, Linh Cú Tè có nó bình đó giáp 2 và Long 4 ngon có nó bình đó là mũ 2 giáp 3. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Rikki Ký Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một follow bằng cách ấn nhẹ vào dấu cộng trên cùng bên tay trái nha, để được đẹp trai và được xinh gái nha anh em. Đây là Ma vô lý như là C4, lúc này đang có mặt bên trong khu trung tâm sẽ là những pha đi lút đồ mà thôi, nhưng đồ trong vực trung tâm này chưa nhiều. Vô lý là người có nhiều đồ nhất với cho mình nó mũ 3 giáp 2, một pha bắn SKS và đại tướng quân mất đi kim cương 5. Lúc này họ chỉ còn lại mình đó là Dinh MP3 mà thôi. Quá căng, quá căng cho đội bán xăng rồi, quá căng cho đội bán than. 41 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Hades, Phú Đại TV, Quỷ Dữ Ai Cả như là Tam Ca TTG vẫn đang có mặt đầu khu vực cánh đồng, vẫn đang có những vài lút đồ là tốt. Mũ 3 ra 3 dành cho vị trí của Tam Ca, Quỷ Dữ Ai Cả có nó bình mũ 1 ra 1, Phú Đại có nó bình mũ 3 ra 3 và Hades có nó bình đó là mũ 2 ra 3. Đồ đạc của họ là khá ngon lành cành đào. Ngân Dú Bợ như là Kim Cúc vẫn đang có mặt ở trong khu vực khu cắm trại này, họ sẽ di chuyển lên được vực khu cắm trại. Mọi thứ đang trở nên hơi khó. Vừa rồi thì có lẽ có những pha bắn nhau rồi. Thanh Xuân đang có mặt bên trong vườn sừng gỗ, bố già đang di chuyển về phía vùng mỏ đá này. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Rikki Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nha. Vâng, và đầu tiên thì người phán xử mới có 3 người mà họ đã có mình cái top 1. Vâng, rất xuất sắc. Và đấu này chỉ có 2 người. Dính MP3 hạ gồm vị trí của Ma. Và như vậy là Ma vô lý nó bay màu rồi. Còn lại mình Cú Tứ thôi. Cú Tứ đang phải bỏ chạy. Cú Tứ chạy ngay đi trước khi
mọi chuyện nó tồi tệ hơn. Vâng, lúc này họ đang mất khá nhiều người. Lúc này đại tướng quân đang có ba di chuyển qua. Cụ tứ đang ba đấu súng, đang va một đánh một đến với chịu cụ tứ. Và không hiểu tại sao mà cả vô lý cũng như là Mamisi họ đều đã bị hạ gục. Lúc này thì Zing M3 người ta sẽ di chuyển sang cụ tứ hạ gục vị trí Zing M3. Và đó là một pha mà đại tướng quân anh ta lấy một người mà giết cả ma lẫn cả vô lý, và rất khó tin ở trong tình huống này. Lúc này thì GK chỉ còn lại mình cụ tứ mà thôi. Và người đèn hơi đen cho đội bán than rồi. Thiên Long Master đang có mặt ở bên trong vực công xưởng. Lúc này họ đang có pha đẩy sâu hơn sang phía bên khu vực cánh đồng. Trong khi đó WG Shadow HP đang mạnh đi tù nhân NPC. Họ cũng đang có mặt ở phía nam vực thị trấn mà thôi. MC có đối bình nó mũ 1 sắp 2, mạnh đi tù có đối bình mũ 3 sắp 2, đã có đối bình mũ 3 sắp 2, và Shadow HP có đối bình đó là mũ 3 sắp 3. Và lúc này thì họ sẽ đẩy cao hơn lên phía trên của thị trấn này. Box lúc này mất đi cho mình đó là IGTV rồi. Hơi đen lúc này đã phát hiện có người ở bên trong khu vực công xưởng này và đang được bắn đến từ vị trí của màn thầu. Màn thầu người ta đang có ba sấy, lúc này ba sấy ngược trở lại và màn thầu người ta đang cảm thấy khá bực bội. Phó nào pha đẩy cho mình không? Đây là box CMN. Lúc này CMN đang di chuyển về hướng khác, đã bị bắn gục đó là CMN. Và có lẽ là CMN lúc này thì anh ta vẫn đang có những cái pha nói trong mồm đó là con mẹ nó. Và lúc này thì con mẹ nó anh ta đã phải nằm rồi. Phó đà đối phương đẩy tới, phó đà có pha bắt bài bắn mồi một không bốn nào vị trí đối phương, quật ngã ngay bố giả phù kỳ. Họ cũng phải lựu đạn ném tới. Bây giờ một pha cân này, phó đà không đá được phò nào rồi. Đây là quái mà anh ta có mạng hạ của vị trí của phó đà. Đây là box màn thầu, Ray chỉ còn lại mình anh ta mà thôi. Làm sao mà chơi lại với team đối phương đây? Ray box màn thầu anh ta sẽ phải bỏ chạy mà thôi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện của tôi tệ hơn. Team bố giả thì đấu nó khá ổn định. Ray đang pha bắn bố giả police hạ của vị trí của CMN. Hôm nay thắng anh ta đang ngoài vòng, người ta sẽ phải di chuyển bên trong vòng để có thể hồi lại cho mình cái lượng máu. 34 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. AK đang có một pha thủ rất tốt ở phía trên khu vực chòi canh. Và hôm nay có lẽ họ đang đợi những hòm thính xanh hay sao, quyết định là sẽ phá đi UAV không, không phá đi, và đó là quyết định chọn của lựa chọn của quỷ dữ AK. Trở lại gì bên đấu chúng ta hôm nay, Ngân Dũ Vợ như là Kim Cúc họ cũng đang chờ phía đầu khu vực đó là khu vực cánh đồng, nó cắt với khu vực lò rèn một chút. Đây là Thanh Xuân, Thanh Xuân thì một chén trà mũ ba, xin lỗi các bạn, giáp ba dành cho Ten Cute. Tân Tạ có bình đó là mũ ba giáp ba, Ca Đích mũ một giáp hai, và Ly có bình đó là mũ hai giáp bốn rồi. Nhưng Thanh Xuân này đồ họ là tương đối tốt, họ chỉ cần tìm thêm cho mình một ít đồ nữa mà thôi. Bố xa đang phải đẩy sâu hơn bên trong vừa vòng bo. Cái vòng bo đầu tiên chúng ta nó sẽ nằm hoàn toàn ở trong vòng bo phía nằm bên hoàn toàn ở trong cái hòn đảo bên tay phải, và như vậy là các team họ sẽ phải mất tương đối nhiều thời gian chạy bò trong bài đấu này. Blue Star, Free Fire, Demon, Can, Cloud như là anh Dương, điểm nấp họ trong bò hôm nay là quá đẹp rồi, và họ không cần thiết phải đi đâu cả. Thực ra thì họ đang nấp ở rất gần vị trí của hai cô gái người bán sở Top Diamond, KGM như là Vina Hầu. Lúc này thì họ đã có mặt ở bên trong vực cánh đồng của tôi. Thầy Pom 7k92 muội muội và Z1k họ cũng đang có mặt ở bên trong vực thị trấn và đang có pha di chuyển lên đến từ vị trí của tỏa sáng. Team tỏa sáng đang có vẻ đang muốn đi săn, và họ có phát hiện ra đối phương ở trong tình huống này hay không? Một pha lái xe hơi ghẹ nhau một tí rồi, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ không có vấn đề gì cả. Đang tỏa ra và quyết định là sẽ phòng ngự trong khu vực phía đầu thị trấn này hay chăng? Và vẫn đang là những sự lựa chọn. Box màn thầu lúc này chỉ còn lại mình người ta mà thôi, mà đang chạy qua đó là khu vực ngã ba để có thể giữ lại cho mình sự sống. Và đây có lẽ một pha là phân ghi em. Lúc này tôi thấy WG đã có pha bở bát rồi, và đó là bạn cũng đến được vị trí NPC. Và lúc này NPC có lẽ họ đang đi săn ở bên trong vườn lò rèn này, đã phát hiện ra một người ngay lập tức có mạo vào vị trí của thành viên Thanh Xuân Tân Tạ. Bây giờ thì NPC người ta bị bắn một phát vào mồm, bây giờ sẽ có pha đẩy ra. NPC thả một người ở lại đó là Bạch Đi Tù, người ta đang có pha đẩy vào. Đang phát hiện đối phương ta đang được bắn rồi. Đang sẽ có pha đẩy vào đội mình đây rồi, đôi giây bắn shotgun nhưng mà chưa gây đủ sát thương. Rồi bên NPC ta đứng ngay bên ngoài, đối phương đẩy ra ngay bên ngoài vị trí NPC. Bảnh đi tù nó bắn Shadow ăn vì có nó bình mạ cùng đầu tiên cho trận đấu này của anh ta. Bây giờ thì họ vẫn đang cover nhau. Đang đặt ra cho mình từ bóng keo là rất đẹp, và không hiểu sao Đang anh ta lại có mình một cái bộ trang phục mới hoàn toàn trong ngày nào Free Fire mà nó vẫn chưa có đâu cả. Vẫn đang có pha đẩy lên đến vị trí của Đang. Đang vẫn đang lùng sục để xem đối phương ở đâu. Và vấn đề
nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình like một subscribe nha. Đây là NPC và các bạn đó là pha tấn công rất nhanh đến với vị trí của WG và họ gần như là quét sạch team Thanh Xuân rồi, và Thanh Xuân như một chén trà. Và chúng ta để xem là còn lại ten cute hay anh ta đang cảm thấy hơi khổ sở đây. Và bây giờ thì bây giờ làm thế nào chống lại đây, đỡ sao được, đỡ kiểu gì, đỡ vào mắt và đỡ vào nơi, và ý tôi là như vậy. Ten cute thì quyết định là sẽ bỏ chạy. Vâng, ten cute mà dịch ra tiếng Việt đó là 10 cute. 10 te cu. Và lúc này thì vẫn đang có pha di chuyển đến từ vị trí của team bố già. Và team bố già là team bá dầu. Và lúc này thì vẫn đang có pha di chuyển khá là vội vã từ vị trí của bố già mà thôi. Đây là Blue Star Free Fire Anh Dương, Demon Can EH cũng như Cloud Ray. Và đang chờ bên trong vực đó là khu vực khu trượt tuyết này. Đác hạ của vị trí của Ten Cute rồi. Và như vậy Thanh Xuân thì như một chén trà, nhưng mà gặp mấy thằng WAG thì hết bà nó Thanh Xuân. Lúc này team WAG họ đã có được mình 4 mạng, họ sẽ đẩy sâu vào bên trong vực lò rèn. Thiên Long Master đang có mặt ở phía dưới của biệt thự này. Long bốn ngón có bình mũ 365, đồ đạc là bốn ngón là ngon vãi hàng của đại bàng. Lúc này thì anh ta đang có pha cười cợt với chúng ta, một pha tặng cho anh ta một like. Đây là Link Cute, và đó là Link Cute. Anh ta lại không ở trong quân đoàn Thiên Long Master mà trong quân đoàn $1 AI, mũ 263, Duy 1409 có cho mình mũ 263 và Thanh 23 có mình mũ 261. Đồ đạc của Thiên Long Master là tương đối ngon lành, tỏa sáng. Mèo đang đẩy sâu vào bên trong vòng vòng bo, đã phát hiện ở trong vực cánh đồng có một team gọi cho mình rất nhiều âm thanh xanh. Thầy Pom 7K92 mỗi và Zen 1K có đẩy vào trong vực này hay không? Lấy xe rồi vào chơi tàn chúng nó hay chăng? Không, tôi nghĩ là họ sẽ chỉ di chuyển về phía những căn nhà để có một pha phòng ngự cho mình mà thôi. Trong khi đó top miền Nam KGM và Vinahou họ cũng đang bắt đầu gọi ra cho mình gom tính xanh, cải thiện thêm cho mình lượng đồ. Blue Star Free Fire đã có mặt ở bên trong vực trượt tuyết. Bố già thắng Police cũng như là ngoáy đang ngoài vòng bo. Các team đang cảm giác là hơi khó khăn. Đây là Cú Tứ, và Cú Tứ đang chơi game sinh tồn. Và Cú Tứ đang chơi game sinh tồn thực sự. Và đây là Cú Tứ, hôm nay anh ta chỉ có lại một mình, riêng mình anh cô đơn. Thiên Long Master lòng bốn ngón Duy cũng như Thanh, hôm nay họ đang chờ phía trên đầu khu vực cánh đồng này và sẽ có và bắn đến từ vị trí của Thiên Long Master tình huống này chăng. Đây là WAG, và hôm nay WAG họ đang có một pha tỏa ra, chiếc xe đã bị phát nổ rồi. NPC hôm nay đồ đạc họ là chưa nhiều, nhưng họ đang có một phong cách thi đấu là tương đối năng động. Box màn thầu nằm im thở khẽ trong cái tròi canh này mà thôi, và cực kỳ nguy hiểm nếu như đây là một cái tình huống mà team box họ bây giờ thì họ sẽ cần có một cái top thật cao. Vâng, bởi vì ván đấu trước thì cái top họ không được cao cho lắm. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta hôm nay, đây là thầy Pom 7K92 bụi bụi và Z1K, họ vẫn đang ngồi ở phía dưới của cánh đồng này mà thôi. Team tỏa sáng là một trong những team có khả năng thi đấu rất tốt, và thực ra thì chính ván đấu trước họ đã quét sạch WG, top Diamond, KGM và Vinahou. Họ cũng đang chờ ở bên trong với cánh đồng này, vẫn đang có pha cò quay đến từ vị trí của team top. Đây là Blue Star Free Fire Anh Dương, Demon Cani hát cũng như Cloud Ray và đang chờ bên ngoài vực khu trượt tuyết này, đã phát hiện ra đối phương rồi. Blue Star Free Fire Cloud đang có pha bắn nhưng không gây được quá nhiều sát thương trong tình huống vừa rồi. Và hơi khó cho đội bắn chó. Bộ đôi ngân rú bự như là Kim Cúc, hai cô nàng vẫn đang có pha chờ ở bên ngoài có là cái khu vực cánh đồng này mà thôi. Và bộ sẽ tu vào vị trí của AFK ấy chẳng. Không, AFK đã xuống khu vực cánh đồng này rồi. Như vậy là AFK sẽ không giữ lại cái vị trí nấp ban đầu của mình. Phú Đại Quỷ Dữ như là Tam Ca, may đồ đạc họ tương đối ngon, họ sẽ muốn quay ngược trở lại bên trong vòng vòng bo. Tam Ca rất vội vã và khẩn trương, anh ta đang lái xe đi rồi. Trong khi đó đây là AFK, Phú Đại cũng như là Hades, và họ có gì trong người. Hades này đang vừa bật cái kỹ năng Alok vừa chạy, và nó chạy rất nhanh đến với vị trí của AFK. Họ sẽ cố gắng chiếm được khu vực căn nhà ba gian này, và đây sẽ là một cái điểm mà Tam Ca anh ta sẽ khá là thích. Đây có trong tay mình đó là khẩu M4A1 rồi. Lúc này thì NPC tiếp tục có mạng cùng cho mình. WG đang thi đấu là thăng hoa, hạ cùng được vị trí của Cloud. Và như vậy ở WG họ đã quét sạch đối phương hay chưa? Thì Blue Star Free Fire còn lại ai không? Còn lại mình anh Dương mà thôi. Anh Dương đang cố gắng bỏ chạy, anh Dương sẽ bị bắn chết ở trong tình huống này hay chăng? Hôm nay Shadow HP đang mảnh đi tù, và NPC đang đẩy theo là khá nhanh, đã nhìn thấy cái đầu đối phương rồi. Shadow HP là người có nó bình mạ gùng, và đội trưởng của WG hôm nay họ đã có nó bình 2-2 và 2 đó là 4-8 mạ gùng. Tính đến thời điểm này cho WG họ quét sạch cả 2 team trong ván đấu này. Một sự trở lại với phong độ rất tốt dành cho vị trí của WG trong thời gian gần đây.
Bây giờ sẽ là một pha mà họ di chuyển bọc lên phía bên tay phải, họ có thể đánh vào vị trí của Tivaevk. Đây là bố xạ thắng Police cũng như là ngoáy, họ chưa đi đâu cả. Hôm nay thì họ vẫn đang có va chờ mà thôi. Ngân Dũ Bự và Kim Cúc cũng đang phải chơi game sinh tồn đã khá gắt ở trong trận đấu này, cực kỳ nguy hiểm. Và đó là gì mà chúng ta vừa thấy đến vị trí của Kim Cúc, người ta phát hiện ra có người ở đây. Vừa rồi thì Kim Cúc có và bắn, nhưng cũng vừa đang có va căn kè, và Kim Cúc vừa đang có va căn kè, và căn kè rất ác nhưng vẫn chưa thể nào có một pha bắn cho mình đến vị trí của Kim Cúc cả. Vẫn đang được bắn rồi. Trong khi đó đây là Ngân Dũ Bự, và Ngân Dũ Bự và đang có pha chờ bên trong căn nhà. Tam ca hạ gục vị trí của Bụi Bụi. Top GM bắn gục được thành viên của Tỏa Sáng. Như vậy là team top và team Tỏa Sáng đã phang nhau. Phú Đại hạ gục vị trí của top Diamond. Bây giờ lại cùng xem là team TFK sẽ tận dụng tình huống như thế nào cho tình huống này. Đây là Quỷ Dữ, bên ta đang có pha chờ đối phương đẩy được bên trong. Một pha cam tốt đến từ vị trí của thành viên của AFK. Và lúc này thì Phú Đại và Hades, Quỷ Dữ đang kiểm soát rất tốt. NPC và Dark Bia cùng đến vị trí của Thiên Long Master rồi. Thiên Long Master đang có và phòng ngự là tốt. Và khi mà WG đẩy qua đây thì họ đã mất đi hai người, đó là Dark và NPC. Bây giờ Shadow AV và Bảnh Đi Tù sẽ có thể làm gì? Shadow AV đang phải mất rất nhiều máu ngoài vòng bò. Bảnh Đi Tù toàn rồi không sao ạ. Shadow AV không thể vào phòng, và WG bị Thiên Long Master quét sạch trong ván đấu này. Vâng, Thiên Long Master đã có một pha thi đấu là tốt, và họ pha cam cực kỳ tuyệt vời. Đây là Cụ Tứ, Cụ Tứ bị hạ cũng đến với chiêu AFK. Pha chơi sinh tồn công thành công, và AFK đơn giản là họ phát hiện ra vị trí của Cụ Tứ ở đây mà thôi. Bây giờ thì Hades, Phú Đại, Quỷ Dữ và Tam Ca họ đã có cơ hội rất lớn để lên cho mình vị trí top 1 ở trong ván đấu này. Ngân Dũ Bự và Kim Cúc đang ở ngoài vòng bò, họ sẽ chỉ cần kéo một cái top thật cao thôi, nhưng họ muốn có mạng. Kim Cúc đang được bắn, Phú Đại hạ gục vị trí của KGM. Chúng ta cùng chuyển qua vị trí của team AFK ấy chăng. Lúc này AFK đang được bắn rồi. Đây là Quỷ Dữ AFK, Ray Quỷ Dữ đang được xây vị trí đối phương. Đây là Tam Ca, Tam Ca ta mới có mình một mạng gục trong ván đấu này. Tam Ca sẽ có pha đẩy vào. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Real Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe. Lúc này thì Tam Ca TTG đang có pha chờ đợi. Đây là Hades, Hades sẽ có thể làm gì? Phú Đại đang bị bắn, Phú Đại toang thật rồi không sao ạ? Có lẽ đó là Thiên Long Master, không, đó là Top Vi Đa Hầu. Hôm nay bố xa thắng đã phải nằm xuống. Lúc này Quỷ Dữ đang có pha xây vị trí đối phương. Đây là Ngân Dũ Bự chưa bất kỳ mạ gồm nào cả. Họ vẫn đang thủ nhưng mà điểm nấp họ đang bị lộ. Thiên Long Master đang có mình tiên cơ. Bây giờ Long Bồn ngón sẽ va đẩy xuống. Long Bồn bị ngắn bắn khá nhiều, người ta nấp đằng sau cái cây để có pha ẩn nấp cho mình. Duy cũng như Thành sẽ có va đẩy xuống, có lại 10 người trong ván đấu này mà thôi. Một thành viên cỏ team Box vẫn còn sống, đó là Box Màn Thầu. Anh ta đứng lên, đang được tấn công vào phía đối phương. Anh ta đã bắn khá ác liệt rồi, bắn căng đét khét lên lẹt ở phía dưới có người. Lúc này thì một quả đó là M79 dã vào, và Box Màn Thầu đi rồi ông giáo ạ. Thiên Long Master còn lại 3 người, 8 người là gì chúng ta còn lại trong ván đấu này. Đây là AFK8K, anh ta đang được xấy về từ bóng kèo. Điểm nấp của team AFK là đẹp. Anh ta đang kiểm soát không cho Ngân Dũ Bự và Kim Cúc có thể đẩy sâu vào bên trong vòng bò. Hai thành viên của người bán sở vẫn đang rất khó khăn trong ván đấu này. Hades, Quỷ Dữ và Tam Cao đã tiến lên phía trên rồi. Họ có lợi thế với tầm cao và cái bò nằm trong chân của họ. Linh Cú Tè sẽ va đẩy vào Thiên Long Master và AFK. Họ sẽ có và đấu tranh với nhau tình huống này. Phát hiện ra đối phương bắn một phát vào mồm. Đó là pha tấn công rất tốt đến từ vị trí của Thiên Long Master. Linh Cú Tè, Linh Cú Tè đang tiếp tục xấy về phía gốc cây. Có pha bắn confirm vào vị trí của Ngân Dũ Bự, không để cho đối phương có được mình mạ gục. Lúc này Linh Cú Tè đang di chuyển lên, Duy Nhân Thanh có đang kẹp xuống. AFK có thể chống đỡ như thế nào? AFK lại ở điểm thấp nấp hơn rồi, không còn vòng bò nào cả. Bắn gãy được một người, Kim Cúc bị vòng bò đốt chết. Tam Ca lấy luôn cái mạng không đó là mạng đến vị trí Hades. Và AFK họ sẽ có được mình top 1 ở trong ván đấu này hay không? Lúc này thì Long Master vẫn đang có một điểm nấp tốt, có M79 tay của Thanh. Thanh đang được bắn, Thanh bắn M79 đéo trúng, và đó là pha thi đấu hơi sai lầm từ vị trí của Long Master rồi. Đối phương đang đẩy vào, Duy không thể chống đỡ được. Quỷ Dữ có pha double kill và AFK có cho mình top 1 ở trong ván đấu này. Nói gì đi, nói gì đi, nếu như đó là một pha thi đấu căng đét và khét lẹt lẹt đến được vị trí của AFK, Quỷ Dữ, Tam Ca, Hades và Phú Đại, họ làm rất tốt ở trong ván đấu này, lấy được team mình, đó là cái top 1. Và Thiên Long Master thi đấu rất hay và có mình vị trí top 3. Ngân Dũ Bự, Kim Cúc kéo người vào sử vị trí top 3, Box về vị trí top 4 rất tốt cho Màn Thầu, pha chơi game sinh tồn là hay. Top về vị trí top 5, GK xin lỗi bạn, bố già vị trí top 6, GK top 7, WG top 8. WG có pha đánh rất kinh nhưng mà họ chỉ về vị trí top 8 mà thôi. Tỏa Sáng với top 9, Lusa vì vậy top 10, Thanh Xuân với top 11 và Đại Tướng Quân rất tiếc là họ phải dừng chân.